Lúc trưa em Tuấn có quay cái lô loa của Korea đây. Lô loa của Korea này thì có rất nhiều bác thấy lạ đúng không ạ? Rất là lạ đúng không ạ? Korea Bass 25. Hàng VIP luôn 4 triệu 8 một đôi. Hàng này mà các bác lắp với răng gua rồi là Boston Audio của Korea Hàn thì mà báo cáo bác quá phê. Dòng này thì hiếm bác nhá, không có nhiều. Thì sau đây em Tuấn sẽ khui cho bác. Khui cho bác thích thì giờ lại em thấy ấy. Nó dòng này nó lạ lạ thì vừa khui để cho các bác và cùng các em biết. Em sẽ khui luôn con này cho các bác cùng em biết. Đây, để mà Tuấn khui luôn cho bác xem nhé. Đây, sẽ khui hàng cho bác đây. Riêng dòng này thì đã báo rồi, bao hiếm cho các bác luôn, không có hàng nữa đâu. Không phải là kiếm đâu cũng có đâu bác ạ. Cái gì có thể nói thì cái này thì không thể nói khoác được. Em còn chưa nhớ tháo kiểu gì nên em gọi viên, em chưa biết tháo kiểu gì. Hay là đổi căng này, bóc cửa à? Chưa biết tháo kiểu gì nữa. Đây, lót này cận cho bác này, chưa biết tháo như nào đây. Mọi ngày đợt trước nó về cái lô này toàn nhân viên tháo. Mình có tháo hết. Toàn nhân viên tháo thôi. Tiếp đang nói chuyện với khách ở ngoài, nói nhớ xíu cho mấy anh em nghĩ đi. Đây, tôi đi xem. Đấy các bác nha. 325. Không nghe chưa? Đúng rồi, phải nhấc đây, vít thắt lên luôn. Cho bác xem cổ của luôn ok này. Riêng đôi này thì bao bao không có hàng đụng luôn, không đụng hàng luôn, rất là ít. Không phải thích là có được đôi loa này đâu. Các bác chỉ nghe thấy BMB rất là nhiều dòng này thôi. Đây ạ. Nhìn chưa? Nhá, TGT luôn nhá. Zin của em nó luôn nhá. Quay gần cho các bác ấy thích. Nhấc nốt cái món này ra cho xem nốt củ két cho nó thích. Anh ơi, em về đây. Ừ, về nhé. Để lúc nào rảnh không anh? Đấy, lên nốt rồi bác nhé. Này các bác nhìn nó phê được chưa, không kiếm được đâu ra đâu. Em nói có sách mách có chứng luôn, khui cho bác xem luôn củ đây, phê chưa, xịn chưa, xịn sò chưa các bác, xịn thế này là xịn sò chưa ạ. TSW25002 4 3 đây. TGT đây, dập luôn cả luôn đây. Củ loa thế này có xứng đáng 4 triệu 8 một đôi chưa? Phải nói là còn quá rẻ ấy nhá. Các bác cứ search trên kênh ấy, bán không ít tiền đâu các bác nhìn này. Các bác nhìn này. Nhìn này, cái đường keo chỉ này. Phê chưa? Quá khủng chưa ạ? Này, còn nguyên chỉ keo của họ luôn bác nhé, còn nguyên chỉ keo luôn. Nói chung là dòng này với zin hết gần đấy thôi. Đây bác nhìn đây, em tưới nước cho bác nhìn này, lõi này đẹp long lanh luôn đấy.
bông tiêu còn được bọc trong này, bông này phải bọc. Các bác nhìn zin đẹp chưa, xuất sắc, đó là xuất sắc luôn, như mới. Để tép cũng này, tép cũng zin luôn đấy, tép cũng zin hết của em luôn. Đây này, dập hết số má trong này, này. Xứng đáng đồng tiền các bác chưa, có xứng đáng đồng tiền không ạ? Đấy, 4,8 triệu một đôi các bác nha, không nhanh không kịp đâu. Giờ hiện tại sáng em báo còn 13 nhưng hiện tại bây giờ chỉ còn có 6 thôi, 6 đôi, 5 hoặc 6 đôi thôi, bởi vì em chốt từ sáng rồi. Nhưng có nhiều bác thích thì em khui cho thôi, chứ còn báo cáo các bác là những dòng này thì nó vip, quá vip rồi. Đấy, ở đây để em quay đằng phía sau lưng em đỡ phải lật con này, lưng của nó đây, để các bác nắm thông số luôn cho, để các bác nắm thông số luôn chứ không giúp em lật cái kia nó mất việc. Đấy, chưa rồi, có con nó bị mất tem ở lưng này bác này, tôi thông cảm bác nha, bác là không may dính con mất tem ở lưng, thông cảm cho em, chứ cái hàng này nó cũng chả có hàng nhái đâu mà phải lo. Đây, thông cảm chứ không có hàng đâu. Đây, con TG TSH100 công suất 500W trở kháng 8 ohm, TG Mindia LTD made in Korea nhé. Korea, Hàn Quốc, ok chưa? Xịn sò đến vậy thôi, loa này không kiếm được đâu ạ, không kiếm được đâu, khẳng định luôn. Vẫn có nhưng ít lắm, không có nhiều đâu. Thôi em Tuấn hẹn cả các bác clip sau. Clip này em thôi thế thôi. Ở chỗ này chỉ còn 5 hay 6 đôi bác nhá, em đã chốt được rồi. Em chốt được nửa rồi đấy, chốt được nửa rồi, ra nửa rồi. Chốt ra nửa. Còn là về đấy em, đấy là em tính là cái những cái lô em không để em đổ buôn vớt rồi. Em chỉ còn hơn chục đôi thôi. Về hơn 30 nhưng mà chỉ còn hơn chục đôi. Còn các bác lấy buôn rồi. Mất phải cơm áo gạo tiền các bác. Đấy là giá em bán là giá đấy đấy cho các bác nhanh. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Còn súp đây, súp hơi đây. Súp hơi là bóc tiếp cho bác đây. Súp hơi vừa trong nhà đây nhà rồi. Súp hơi nhé. Mặt súp đây. Súp hơi đấy. Súp hơi này là bát 40, 4,8 triệu. Đấy, súp hơi đây. Sáng ngày em có test cho bác được rồi đây. Bóng phê luôn. Bát 40 luôn. Đấy, hẹn gặp lại các bác clip sau, clip sau nữa. Đây cũng súp hơi bát 40 đây. Nhưng con này thì 5,8 triệu hay 5,9 triệu cơ. Con này thì cũng nặng khủng lắm. Con trong này, à con này súp điện chứ. Súp điện 5,9 triệu. Con trong này cũng súp điện nhưng con này tận 7,9 triệu cơ. Con này nặng lắm, 70 cân, hơn 70 cân một chiếc. Gần một tạ đấy, một chiếc đấy. Không phải đơn giản đâu. Hai chiếc tạ tư, tạ rưỡi đấy. Rồi chào các bác.